Sau 3 bài tìm hiểu về Notion thì mình thấy cũng hơi biết sơ sơ về Notion, cũng chưa thực sự là quá hiểu rõ cách sử dụng. Nhưng hôm nay thì mình sẽ tiếp tục tìm hiểu cách để lập một bảng từ vựng ở trên Notion thì sẽ như thế nào, và nó có dễ dàng làm không ấy. Đây, mình sẽ quay trở lại với trang chủ này. Theo mình biết thì nó cũng có mình sẽ tạo một cái nào nhỉ, đây mình sẽ tạo, mình sẽ kéo cái này lên trên này. Cái support này thì mình sẽ đây nó chỉ là quick note thôi, thì mình sẽ tạo hẳn một cái page mới cho lên trên về từ vựng. Mình sẽ học tiếng Hàn nên mình sẽ để từ tiếng Hàn đi. Mình sẽ tìm một cái template vocab ra nhỉ. Cái bảng này sẽ lấy cái này làm mẫu.
minh họa này, tháp sẽ để sang tiếng Hàn. Xem có cách nào để nó tìm một số từ vựng mà mình đang có này.
Mình sẽ có bài này là từ vựng Hàn, Việt Hàn. Thực ra là thôi mình sẽ có này, mình sẽ thêm một tab nữa, một blog nữa là để là số thứ tự nhé. Kéo thu nhập vào này, thực ra cái mục Michi này thì nó cũng kiểu hơi nghĩa là không phải cái nào nó cũng có hình ấy. Đang muốn đưa cái này thành một cột giữa ấy, như là nằm chính giữa ấy. Nó không có cái tự động ấy nhỉ? Cọc sao hết, cọc sao hạ tà. Chọn để chức vùng vua.
Phòng ủy ban đối sách phòng dịch trung ương. Tâm phòng ngừa dịch bệnh bệnh tật Hà Nội, Trung tâm kiểm soát bệnh tật. Bình xem thì đấy nó sẽ hiện như thế này. Hơi khó. Ừ.
Vừa nãy mình cũng ghi theo kiểu ấy mà nhỉ, hay là tùy hình nó sẽ hiện hình nó sẽ không ta. Ra mình sẽ thử tìm hình khác xem nó có ra không. Vẫn đang mà đấy. Nên mình sẽ sort hình cái nhịp ban này. Tắt thật đúng. Chữ này lên ảnh nó không nhìn rõ lắm nhỉ.
thuốc loại Hàn Quốc. Buồn con nha, em bị sai này. Đấy, thì trận đấu kiểu họ vẫn diễn ra đấu trên sân bình thường, nhưng mà vì thời buổi dịch bệnh nên là sẽ không có người xem, tất cả các hàng ghế khán đài đều trống, chỉ có các con chỉ có ban tổ chức và kiểu gì nhỉ, các đội thi đấu với nhau này. Sẽ lấy hình này cho nó bao quát nhé. Bây giờ mình sẽ xem một cách làm này. Bạn mở bật mấy cái chữ ở đây được không nhỉ? Có thể xem tất cả các update ở đây này. Xem ai là người update. Thì nếu làm việc theo nhóm thì nó sẽ ghi theo kiểu tên nhóm, tên người ấy, tên thành viên trong team mình, rồi hoặc là pin cái này ở trên bên này này thì nó sẽ hiện là phần favorite. Đó, bỏ pin này này, share được thì mình có thể share ở trên web này, và invite ai đó thì mình sẽ add email của họ vào, hoặc là copy link này là có thể share được luôn. Đó, thì đây mình có thể tạo thêm cái description và mô tả cho cái Notion này của mình này. Thì đây mình sẽ ghi kiểu là từ dựng bài một cái của môn dịch văn bản gì đấy, thì mình sẽ không muốn nhắc hẳn tên môn ra. Mình sẽ ghi số ở đây. Cái này nó sẽ không thành cột xôn xao được, mà nó à, cột thứ tự được, mà nó là cái số gì ấy. Mình sẽ xóa cái này đi. Hoặc là như mình thấy cái mẫu thì họ có làm cả cái cột mà ngày, thì sẽ điền kiểu đây sẽ là ngày mình update ấy.
Hình như mình vừa xóa cái mẫu. Được. Mình vừa tắt cái mẫu ấy đi rồi. Ví dụ xem mình có thể thêm được cái gì vào đây nữa. Person này là để hiện ai làm gì ấy. Ví dụ mình làm top team thì nó sẽ hiện ra. Thì select nó sẽ hiện kiểu xem cái này là cái gì thì mình chắc keyword á, chẳng biết nữa. View thì mình đang để ở table này, có thể tạo thành cái bot như thế này. Bot nhưng mà không có ở đây nhỉ. Đó, thì nó sẽ như thế này. Cũng khá là hay. Mình vẫn có thể ấn vào để xem này. Mình sẽ quay lại default view, mình sẽ như thế này. Đó thì mình đã vừa tìm hiểu được cách để lập lập dạng từ mới trên Notion. Nếu mà mọi người thấy Notion phù hợp với việc tập từ mới như thế này thì cũng có thể thử xem sao. Giờ thì bye bye.